Nơi gắn kết yêu thương giữa các thành viên, là nơi mà cha mẹ có thể thoải mái thư giãn cùng với những đứa con của mình. Thế còn với các bé thì sao? Các bé nghĩ như thế nào về cha mẹ của chúng? Chúng ta hãy khám phá những điều bí mật thú vị của con trẻ thông qua chương trình Con Biết Tuốt. Đại Nghĩa xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Biết Tuốt. Xin được giới thiệu gia đình đầu tiên, gia đình của bé Phùng Xuân Mai 12 tuổi và Phùng Xuân Lan 9 tuổi. À, chú chào bé Xuân Mai, Xuân Lan. À, chào chú. Trời ơi, con chào nhỏ quá, chú nghe không có rõ. Cái volume nó con vặn gấp đôi nha, bây giờ chú vặn giùm cho con nha. 1, 2, 3, chào con. Chào chú. À. Phải vặn volume nó mới lớn lên được chút xíu. À, Xuân Lan năm nay 9 tuổi rồi đúng không con? Dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 4. Năm rồi học sinh gì? Dạ học sinh giỏi. Học sinh giỏi, ba mẹ có thưởng gì cho con không? Dạ không. Trời ơi. Đây, vậy thì bây giờ mình phải hỏi tới ba mẹ đây. À, ba Phùng Việt Hải và mẹ là Đoàn Xuân Khánh Quyên. À, hiện nay công việc của anh chị là gì ạ? À, anh thì nhà mở cửa hàng buôn bán. Dạ. Bán đồ điện, đồ nước. Bán đồ điện anh? Đồ điện, đồ nước luôn. À, điện nước là đầy đủ hả? Chị chuyên về bên tài chính kế toán. Dạ, vậy là coi như là ở trong nhà mình tất cả mọi cái chi tiêu sinh hoạt gia đình là mình cũng nắm giữ hết phải không chị? Hầu như vậy. Dạ, nhưng mà sao chị chưa có chi cho cái khoản mua quà cho mấy bé? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến khám phá nhà của hai bé Xuân Mai và Xuân Lan để xem các bé nghĩ gì khi không có ba mẹ bên cạnh nha. Chương trình, con mời cả chương trình vào nhà con chơi. Đây là khu vườn của nhà con, do ba và ông nội của con trồng. Có rất là nhiều loại cây nhưng mà con không biết là cây gì. Dạ, đây là khu bếp của nhà con, người nấu ăn chính cho nhà con là mẹ. Mẹ nấu món nào cũng ngon, không có món nào dở. Dạ, ba của con thì không có bao giờ vô bếp, chỉ khi nào đói thì mới vô bếp lấy mì đúng không? Ba con chiên trứng chi lúc nào cũng bị khét. Còn món cơm lúc thì nhão, lúc thì nhắc ăn kỳ kỳ. Nói chung là ba con rất là sợ khi mà ba con vô bếp. Ba con có một tính xấu là ba con hay giỡn. Con đang bận mà ba cứ lại chọc hoài cho nên con có thích. Dạ ba con có thói quen xấu là thay đồ ra thì không có chịu bỏ vô máy giặt mà cứ quăng tung để cho mẹ con sáng là con phải đem giặt. Dạ. Đây là cây đàn mà của ba con. Ba con hay đánh rất là nhiều bài nhưng mà chỉ đánh khi nào mà có bạn hay là khách qua chơi thôi. Chà, mấy bé không chỉ nhận xét về thói quen, tính tình của ba mẹ mà giờ mấy bé nhận xét luôn ngoại hình nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với gia đình của hai bé. Bé Nguyễn Ngọc Như Ý 12 tuổi và bé Nguyễn Đinh Tài 9 tuổi. Trời ơi, chú thấy bé Tài 9 tuổi đẹp trai quá luôn á. Có ai khen con đẹp trai không? Dạ có. Khen con sao? Hôm nay Tài đẹp trai quá vậy. À, chị con cũng đẹp gái nữa, hai chị em đều đẹp hết trơn trọi đó. Chúng ta sẽ gặp gỡ với mẹ của bé là chị Thượng Thị Ngọc Hiệp và ba là anh Nguyễn Đình Hiếu. Xin chào anh chị. Rồi, xin chào. Anh chị giới thiệu về công việc của mình đi ạ. 2016 thì mình làm một công việc mới. Đó là thành viên của dự án ODA, là dự án xử lý rác thải của Việt Nam. Tôi thì ở nhà nội trợ. Bây giờ thì sẽ đến thăm nhà của hai con, xem hai con đã nói gì về ba mẹ của mình khi ba mẹ vắng nhà nha. Xin chào, chương trình Con Biết Tuốt. Con tên là Nguyễn Ngọc Như Ý, năm nay con 12 tuổi. Còn đây là em của con, tên là Nguyễn Đình Tài. Năm nay em đã được 9 tuổi. Xin mời chương trình vào nhà. Đây là nhà hàng năm sao của nhà con. Ở nhà con thì mẹ con là người nấu ăn ngon nhất. Ba nấu ngon hơn đại. Món mì xào trứng không có thể đầu bếp nào so sánh được.
đó để mà mẹ nấu ăn ngon hơn chứ. Buổi nào mẹ cũng nấu cho hai chị mình ăn mà. Ba nấu ngon hơn mà. Nhưng mà có một điều con cũng thắc mắc nữa. Mẹ con hay nấu cá cho gia đình con ăn. Cho ba con ăn nè, em con ăn nè. Nhưng mà mẹ con lại không thích ăn cá. Con không biết tại sao nữa. Dạ, đây là con heo của con. Nó là kế hoạch nhỏ tiết kiệm của con để được có tiền về quê. Còn đây là con heo của em con. Ở trên đây có ghi là của Tài, xin đừng ai đụng vô. Rồi em con nó cũng không đụng vô luôn. Không có tiền trong đây nữa đó. Ra vườn của con nha. Dạ, đây là khu vườn rộng và bự nhất thế giới. Chỉ có 3 cái cây thôi. Nhưng mà đây là cây cỏ không có tính. Với lại cây bên trong nó đã chết rồi. Đúng rồi, cây này chết rồi. Vậy thôi, mình chỉ còn 2 cây thôi. Đây là cây... cây ba con chồng. Ba con chồng chứ con cũng không biết nó là cây gì nữa. Còn cây ở trong cùng là cây mai. Ba con chăm sóc tất cả các cây rất là tốt. Đến nỗi mà cái cây này nó đai luôn rồi. Đây là chủ đồ của ba với mẹ con. Thấy mẹ con nhiều đồ chứ. Con thấy ba bận đồ rất là sang trọng và lịch lãm. Nhìn ba rất là men. Tại ba là người đẹp trai số 1 trong hoàn cảnh. Dạ. Còn đây là đai vàng karate của con và em con. Còn đây là đồ để hai tụi con học võ. Yeah, yeah, yeah. Coi xong cái clip này, chú thấy hai chị em con dạng miệng dễ sợ luôn vậy đó. Hai chị em con tôn vinh gia đình mình lên tới trên đỉnh luôn á con. Trời ơi, ba con là một người nấu ăn mà không một đầu bếp nào sánh bằng. Rồi đây là khu vườn mà rộng nhất thế giới, có 3 cây à. Rồi ba con là người đẹp trai, trời ơi hay quá luôn á. Thế con mẹ thì sao? Mẹ con cũng được thôi chứ không có đẹp. Trời ơi, con trai hỏi con trai nè. Con trai thấy mẹ đẹp không? Dạ đẹp. Đó, mẹ đẹp đứng thứ mấy thế giới? Dạ đứng thứ nhất. Trời ơi, cảm ơn con. Mẹ con nghe cái lời này mẹ con sẽ mát lòng mát dạ lắm luôn. Kính thưa quý vị, chúng ta đã làm quen với hai gia đình rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào những vòng thi hấp dẫn gay cấn của chương trình Con Biết Tốt. Hai gia đình, các con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của Con Biết Tốt.